Đây, massage người khiếm thị ở thành phố Vũng Tàu được khen rất là nhiều. Massage body toàn thân. Đây là địa chỉ 229 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Toàn thân chỉ 100 ngàn thôi các bạn. Đó, các bạn đi Vũng Tàu cảm thấy mệt mỏi ghé qua. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 6 giờ chiều ngày 24 tháng 2 năm 2022. Và mình đang có mặt ở thành phố Vũng Tàu. Chiều hôm nay khá là vui, mình gặp một anh là người địa phương thành phố Vũng Tàu luôn ha. Anh xem kênh của mình và anh đi đến đây massage, anh nói đây là dịch vụ rất là tốt. Thì mình nghe anh khen như vậy, mình cũng muốn thử dịch vụ thế nào. Ở đây là số 229, Xô Viết Nghệ Tĩnh, massage của người khiếm thị. Ở đây bảng giá dịch vụ là massage toàn thân 60 phút là 100, massage toàn thân 90 phút 150, 120 phút là 200, tặng kèm giác hơi đá nóng. Massage toàn thân đá nóng là 120, massage toàn thân giác hơi 120, massage gối thổ dược 120, giác hơi 50, xông hơi 70, ngâm chân 30, combo 200, sạch sẽ. Rồi bây giờ chúng ta đi lên ha. Mình lấy massage body toàn thân 60 phút. Như vậy là cơ sở đây anh làm được mấy năm rồi? Dạ bên này em làm 4 năm rồi anh. Còn ở bên kia? Dạ bên kia em làm, nói chung là tổng cộng 4 năm thì bên kia em làm 3 năm rồi. Okay. Thì hết hợp đồng nhà, người ta không cho thuê nữa thì em về qua đây anh. Ok. Dạ. Xin mời ha, lên trên nha. Dạ dạ. Mình mang dép lên luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Nam yeah. Đó. Sạch sẽ các bạn. Ở đây sạch sẽ. Đã không Huy? Đã hả? Vì vậy nãy em nói là em học bên Hồng Minh sao? Dạ em học môn á, trường trung tâm đào tạo và người khuyết tật và trẻ mồ côi Hóc Môn á. Ở Sài Gòn. Dạ, hồi đó em học năm 2007 á. 2007. Dạ. Cũng lâu rồi ha. Dạ. Coi trong nghề cũng nhiều năm rồi. Dạ cũng làm lâu rồi ha. Vì cơ sở đây mình mở cửa từ mấy giờ sáng? Em mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ 30 tối. Ok. Nãy giờ làm thích nhất cái phần nào Quyên? Dạ, tài trình nó đủ. Vậy hả? Và động tác em cảm thấy cái lực như thế nào? Lực rất là ok, vô mấy cái chỗ mà điểm hết rồi. Ok. Đây là massage làm mạnh các bạn nha. Massage được khỏe. Các bạn có ghé Vũng Tàu thì ghé qua đây ủng hộ với ảnh. Thực sự là ban đầu không có dự định là ghi hình massage này, nhưng mà có một anh địa phương thì anh khen quá, ảnh là con kênh của mình nữa. Anh nói đó đi massage khiếm thị cũng khá là nhiều ở thành phố Vũng Tàu và anh khen chỗ này. Đó, kêu. Okay. Ở đây là những cái động tác mà hiện tại mình ghi hình là chỉ để cho các bạn thấy động tác thôi nha, tại vì một cái khung massage thế như là khoảng độ 60 phút một tiếng lận. Đây. Đây là sử dụng của loại dầu dầu này gọi là dầu cao hổ. Dầu cao hổ. Dầu này thì tiệm thuốc tây nào cũng bán hết. Yeah. Các bạn nhân viên mà làm trong cái tiệm của em là coi như là ăn ở đây luôn hay là dạ mấy bạn làm là ăn ở đây luôn ăn ở đây luôn hả?
tối thì ngủ ở đây, trưa thì có người nấu cơm, trưa và chiều. Và quan sát rất là sạch sẽ, thực sự sạch sẽ luôn. Ở trong phòng này không có mùi ngoại trừ cái mùi dầu này lên. Không hề có dính tóc, một cái điều rất là tốt. Sao Quy thấy lực ứng trên cái vai đã không? Ok. Ok hả? Mình làm riết thì cái bàn tay có bị chai không? Hay là có kỹ thuật để nó giữ? Dạ không á, tay nhiều khi nó tay tụi em nó bị nó mềm sẵn là mình sử dụng dầu baby oil nè, nó cũng có chất dưỡng ẩm rồi á. Sử dụng dầu thì nó tốt, dầu tốt cho nên là nó không có. Còn cái thảo dược em ngâm chân là loại thảo dược gì? Dạ cái thảo dược này thì hồi đợt em mua chỗ người ta bán cái thảo dược ngâm chân á, em cũng quên cái tên nó mất rồi. Mà mình có sử dụng cái dịch vụ kéo đá nóng không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ có đá nóng chắc hơi luôn. Ok. Đó, quan trọng là chỗ này là ứng. Trung bình một ngày như vậy là một người là bao nhiêu khách em? Nếu mà có ngày ít ngày nhiều anh. Có ngày ít thì cũng 1-2 khách. Còn ngày đông? Ngày đông thì cỡ 5-6 khách. 5-6 khách. Dạ, tại thường thường khách buổi chiều không à. Cái buổi tối á không có khách buổi sáng rất là ít. Vậy tình trạng của Covid chắc giờ cũng không nhiều khách đúng không? Đông. Đông. Đây, massage người khiếm thị ở thành phố Vũng Tàu được khen rất là nhiều. Massage body toàn thân. Đây là địa chỉ 229 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Toàn thân chỉ 100.000 thôi các bạn. Đó, các bạn đi Vũng Tàu cảm thấy mệt mỏi ghé qua. Sao vậy? Sướng quá hả? Lát mày ngủ luôn. Cái này chắc Quỳnh ra đây kêu đào tạo ha. Anh ơi nằm nghiêng kéo người nhanh nha. Ở đây toàn bộ là không gian mở ha, chứ không phải là cái không gian như là mỗi từng phòng một người đúng không? Dạ không, em là có cái phòng để cho dành cho cặp đôi thôi. Chứ còn cái phòng một người thì không có. Thì có. Đúng rồi. Ok. Dạ. Massage lành mạnh. Rồi mình thả lỏng nha. Oh. Wow. Rồi anh đổi chịu cái cốp luôn. Mình hơi mập đó, lát đi cái kéo được không? Dạ được chứ. Ai. Wow. Anh nằm ngửi luôn. Thả lỏng nha. Dạng cái cơ cổ. Wow. Trời ơi, cái thả lỏng nha. Wow. Cắn răng lại nha. Rồi. Chắc vậy cũng đỡ được anh ha. Oh,
massage đá nóng. Như vậy cái dịch vụ massage đá nóng là cộng thêm bao nhiêu tiền đó? Dạ 20.000. 20.000 hả? Dạ. Cái này rất là đã luôn nha, đã mình làm rồi. Nó kéo theo cái đường như cái đường cơ đi ha. Đã. Nó cho cái cổ nó xuống xuống. Kéo cổ nó cuối nó xuống cuối nó xuống. Đó. Đặc biệt cái phần cổ nó mà kéo này đã lắm, như là cái chân đó. Hồi nãy em nói là từ mấy giờ sáng? 8 giờ sáng đúng không? 8 giờ sáng đến 22 giờ 30 tối sẽ đưa khách. Có nghĩa là sẽ làm tới khoảng độ em tên gì hả? Dạ em tên Hiền á. Hiền là chủ của tiệm ở đây. Còn có nhiều bạn kỹ thuật viên nữa. Dạ ở đây em có khoảng hơn 10 người. 10 người. Đó cái lúc kéo cái chân nghỉ rồi đã không quen. Phê. Lần đầu tiên là Huy sử dụng dịch vụ này. Cái này mở Sài Gòn thực sự mà có nhà nhà em mà làm á là có thể một tuần ủng hộ hai lần, có thể ba lần mỗi năm bạch bạch là ủng hộ được. Còn anh hỏi xíu về cái số điện thoại á. Dạ. Số điện thoại của em là 0935 656 049. Em lọc lại lần nữa đi. Dạ 0935 656. Rồi các bạn có đi thành phố Vũng Tàu ghé qua đây ủng hộ thì các bạn có thể gọi điện thoại trước. 229 Soviet Nghệ Tĩnh. 229 Soviet Nghệ Tĩnh. Dạ. Thì các bạn ghé qua ủng hộ ha. Rồi mình làm là xuyên suốt luôn, ngày chủ nhật luôn. Dạ đúng rồi anh. Tất cả ngày lễ và Tết. Ok, không nghỉ ngày nào hết. Dạ. Thì để book được Hiền thì chắc là phải gọi điện thoại trước. Có nhiều khi em cũng sẽ bận đúng không? Dạ. Ở đây là có dịch vụ là cái gì là của nam và của nữ? Dạ có nam và nữ. Tức là mình được quyền yêu cầu là như bình thường mình vô mình không yêu cầu ai hết. Thì mặc định nam sẽ làm cho nam. Okay. Nữ sẽ làm cho nữ. Dạ. Ví dụ như mà một người nam vào thích làm nhẹ nhàng một chút thì có thể yêu cầu làm nữ. Thì okay. Vẫn là làm các phần tập thể như thế này. Okay. Còn ví dụ nữ mà họ làm nhức mỏi nhiều á, muốn làm mạnh tay hơn thì có thể đổi lại nam làm. Ok. Thì cũng là phòng tập thể nhưng mà của nữ. Ok. Yeah. Nói chung là không gian mở và là không gian nó lành mạnh, sạch sẽ các bạn. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi, cảm ơn Hiền nha, để mình thanh toán luôn. Dạ. Yeah. Rồi đây các bạn, đây là cái phòng nè, các bạn nhìn ha. Giữa một cái giường sẽ có một cái màn màu hồng như thế này, thường thì ánh sáng sẽ là ánh sáng vàng hoặc là ánh sáng trắng tùy thôi. Họ sẽ giảm bớt ánh sáng để cho chúng ta thư giãn. Và ở đây hồi nãy mình nằm á, cảm thấy là cái gối sạch không có mùi. Ở phía dưới sẽ có một cái tủ để gọi là mình cất cái quần áo của mình vô và tư trang. Ở đây thì không có một cái chìa khóa các bạn ha. Trong nhà vệ sinh thì mình thấy rất là sạch sẽ. Hồi nãy giờ Hiền làm á, thì mình cảm thấy rất là sảng khoái. Đặc biệt là cái động tác cái chân, do cái chân mình nó mệt á, mỏi á, đi nhiều thì làm rất là tốt. Rồi cái tay cũng chạy luôn. Và cái động tác khi mà gọi là bẻ cái cổ á, kêu rắc rắc mà không bị đau. Sao tổng thể sao, thấy sao Quyền? Đã. Đã quá ha, lần đầu tiên. Dạ. Các bạn thấy không, như là 100.000 đồng thì sẽ được 60 phút. Nếu các bạn thêm 20.000 đồng nữa thì có đá nóng. Và hiển nhiên mình làm cái này thì thường mình sẽ có tiền gọi là tiền bo, tiền tip cho các bạn ở đây. Và ở đây tất cả là 10 bạn đều là, như là 10 người đúng không ta? Đều là nhân viên người khiếm thị. Thì mình nghĩ là các bạn đi Vũng Tàu ghé qua đây ủng hộ họ. Rồi. Rồi một cái điểm nữa là rất là vui các bạn, mình đi Lotte á, siêu thị Lotte Vũng Tàu. Thì mình ngồi cái ghế massage. Cái ghế massage đó thì 10 phút cũng đã 20.000 đồng rồi. Thì tại sao lại không qua đây, do người làm luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Thay mới luôn ha. Những người Sài Gòn của mình á, thường thường á mà nói thì kiếm đám bánh đất hơi. Thì nếu mà đám bánh đất hơi thì mình vô những cái dòng massage mà của người